nước gì ly ly bia ly gì đó ly bin ly gì đó nước mà nó trôi vô nó tràn ra nó kéo ra biển mấy chục ngàn người chết, thành phố binh địa ghê không. Ví dụ như một cái chung cư mình tạo nó đâu có đơn giản, biết bao nhiêu của cải đổ vô đúng không. Người ta ở một chung cư mà trăm mấy chục người nó cháy một phát chết gần 60 người ghê không. Nên từ nó đó cái cõi này phải không? Tạo ra đi để mà mình giữ được nó khó, nó dễ mắc, cực kỳ dễ mắc, dù mình có bảo vệ mà nó dễ mắc ở cõi này. Nên tại sao mình muốn về cực lạc? Về cực lạc nó tồn tại, nó chỉ có tiến không có lùi. Ở cõi này rất dễ thối tâm, nếu không có người nhắc là thối tâm, buồn buồn đi về, về còn khổ ác hơn. Có cái chú kia đang tu trong chùa, đụng chạm cái gì phiền não, về, nó về đi. Chứ sao muốn về, nó kêu về đi. Về xong điện thoại vô nó thở nhà còn khổ ác hơn. Dạ tôi thầy cho con vô lại. Nó thôi ở vài bữa nó cho nó khổ thêm chút nữa đi. Chưa thấm. Thấy không? Nó khổ chưa thấm nó vô nó về nữa. Thôi ở khổ vài bữa nữa đi. Cho nó thấm thiệt là thấm. Tới nào mà nó thấm tới xương. Lúc đó hay vô. Thấy không? Nó nên á mình tu hành mình phải biết cái tâm kiên định là gặp sự cố nó mới kiên định. Chứ nó không gặp sự cố sao gọi là kiên định. Giống như người ta học võ nó phải bầm tay bầm chân, sưng tay sưng chân. Rồi bắt đầu người ta mới ngâm muối đồ cho nó chắc da chắc thịt. Lúc đó cơ thể nó mới cứng. Còn mình bây giờ không chịu do đau chân đau tay chứ. Thì giống như trái chuối. Mấy thằng có vỏ nó cầm tay nó bóp một cái. Còn ta tay chân ta cứ ngắt là ta phải chịu khó, chịu khổ thấy chưa. Nên từ đó cái gì cũng vậy chứ. Trong cái cuộc đời này cái gì nó cũng có cái giá của nó chứ. Cá lòng tông có giá của cá lòng tông. Cá lóc có giá của cá lóc. Mọi cái nó đều có giá của nó chứ nghe chưa. Nên chúng ta muốn về cực lạc chúng ta cũng phải trả một cái giá ở cái cõi này. Nhưng mà nhớ kỹ, khi cái tâm mà nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc là nó vui rồi. Dù chưa về cực lạc nó cũng vui. Chỉ cần làm cực gì cực, nhưng mà nghĩ tới cái chuyện nhớ Phật, niệm Phật, tương lai Phật trước về cực lạc, tự nhiên không có cực. Mà cái lúc đó cái tâm nó phát kinh khủng lắm. Và lúc đó quý vị mới thấy cái câu Phật hiệu này nó thù thắng, không tưởng tượng được. Cái lúc mà quý vị mà làm việc mệt, quý vị đề xướng niệm Phật, quý vị mới thấy cái tâm quý vị nó phát cỡ nào. Rồi lúc đó quý vị mới thấy đúng là câu Phật hiệu này ông Thầy Đức có nói đúng, thù thắng. Còn nếu như làm việc mệt mà không niệm Phật là nó lạc lõng dữ lắm. Rồi tự nhiên nó sanh ra cái tâm là tại sao mình phải làm hoài cho người ta làm chi à? Sao mà làm hoài làm chi à? Mình làm mà người ta lấy hết trơn, mình có được cái gì đâu. Đó. Rồi lễ lọc làm cực thấy ghê. Mở thùng tam bảo điếm đem mắt tiêu đi đâu hết. Nó. Rồi nó sanh cái tâm tầm bậy liền, thấy chưa? Còn nếu như mà mình nghĩ rằng mình gieo nhân mình gặt quả thì không có bao giờ mà mình đi nghĩ tầm bậy tầm bạ. Mà phải niệm Phật nó mới không nghĩ tầm bậy. Vì cái câu Phật hiệu nó sanh vô lượng trí. Nên mình phải nhìn nhận được cái việc làm mình là ý nghĩa. Còn nếu là nó không niệm Phật nó sanh tâm tiêu cực. Mà tâm tiêu cực nó sanh vô lượng tiêu cực. Mà vô lượng tiêu cực nó sanh vô lượng hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn. Nó sanh tâm đó nó chiêu cảm gom cái tâm ích kỷ nhỏ mọn đến với mình một lúc. Và lúc đó bản thân mình chán nản. Mình tự nhiên mình thấy cái việc làm mình không có ý nghĩa. Còn nếu như mình niệm Phật thì mình mới nhìn ra cái việc làm mình đây là ý nghĩa. Nó giống như bây giờ những Đức đi vô chùa tu nuôi với bà già mười mấy năm nay, những Đức ý nghĩa thấy rõ ràng. Những Đức đặt câu hỏi là nếu như mình mà ngày xưa ngoài đời mình có vợ mà dù có giàu cũng không có được như ngày hôm nay, giỏi lắm mình cũng còng lưng cho một con vợ, mà có bữa mà nó bực bội nó cũng đá giày đá mà lộn mèo. Giống như có cái chú này gặp ổng kìa, đưa qua đây cho ông cộng tu. Ổng nói là có cái vợ đầu tiên, có đứa con, chắc nhỏ cũng đẹp hay sao. Thì nó thấy thằng nước ngoài có tiền, nó bỏ. Bỏ con lại, bỏ chồng lại, nó đi theo thằng nước ngoài. Đi ra nước ngoài luôn rồi. Rồi xong rồi có thêm vợ thứ hai. Ông nói cũng te tua tả tơ. Như Đức nói, vậy cứ vợ thứ ba thứ coi sao.
Ông nói thôi 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 con sợ quá trời sợ. Bây giờ năm nay 45 tuổi thôi vô chùa tu. Nhà Đức nói đã phát tâm thì phát cho nó chuẩn. Năm Nhà Đức phát tâm là 29 tuổi. Bây giờ chú 45 tuổi mà không chuẩn là thua. 45 tuổi rồi cuộc đời bao nhiêu sự gian nan, bao nhiêu sự cố trong cuộc đời. Bây giờ vô chùa tu mà tu không được, nó là do tại mình đó nghe. Nên bây giờ từ đây tới khoảng đời cuối đời là phải làm sao cho ý nghĩa cuộc đời, thấy chưa? Dù có hai con vợ nhưng mà cuối cùng cũng thấy được gì đâu. Nên mình còn trẻ mà mình được đi tu sớm, ý nghĩa trong cuộc đời. Mình không có bị một gia đình nó ràng buộc, lôi kéo. Dù có giàu cũng bị gia đình ràng buộc. Mình muốn đi đâu mình cũng phải này kia tùm lum tùm la, hỏi đon hỏi ren tùm lum. Nên gặp mà có chồng thì đi đâu nó cũng ràng buộc đấy chứ. Bây giờ mình ở trong ngôi nhà Tam Bảo, mình mỗi ngày phục vụ chúng sanh, sống cuộc đời có ý nghĩa, lại có phương hướng đi về. Cuộc đời còn lại của mình toàn là những ngày tháng sống ý nghĩa không? Quý vị phải nghe gì nè, để rồi bản thân quý vị nó mới phát tâm. Chứ nếu không mà nó lạnh lẽo, giết rồi nó chán nản, xách ba lô đi về nhà, đừng nói chuyện dẫn chơi. Đi vô chùa tu mà thử mà không ai nhắc nhở, giết nó chán nản lòng. Niệm Phật có được lợi ích gì đâu, nó lạc lẽo. Niệm Phật vô vị, niệm Phật không có gì đặc biệt. Nghe thầy Đức nói niệm Phật ngon lành mà thấy có gì đâu ngon lành, giết nó chán. Mình mới chăng thật mình niệm, nó mới thấy ngon lành. Trời ơi, trồng lúa mà còn 3 tháng mới gặt, thấy không? Còn trồng sầu riêng thì 7-8 năm thì mới được ăn, ăn nó lâu hơn. Còn lúa thì 3 tháng cắt một cái, vớt một cái thì xong. Cũng phải chăm bón 3 tháng chờ giỡn đâu, đúng không? Này mới vô chùa tu mới có 1 tháng đòi thành Phật, làm dễ ăn quá, đúng không? Dễ ăn vậy chắc ai cũng đi làm Phật hết trơn. Đâu ai làm phàm phu ngồi ở đây chi si cụ e, khổ đau làm chi, đúng không? Đó, nên mình tu cõi đời này nó phải khảo đảo te tu tả tơ. Cơ thể đang vậy tự nhiên sưng tay, sưng chân, gãy tay, gãy chân, gãy lỗ mũi, gãy gan tùm lum tùm la. Đâu có giỡn, cái cõi này là cái cõi mà nó kiếp nạn đến bất chợt. Đang khỏe vậy đi ra ngoài trước tự nhiên dấp té, cái bạch văng vô trong cái cầu thang, lộn mèo qua bên kia, rớt vô gốc cây. Nói sao kỳ cục vậy chẳng. Té rồi mà nó dội 3-4 chỗ. Nói tại cái mạng của bà là phải trả gì đó. Té nó dội 3-4 chỗ để tiêu nghiệp. Rồi nằm ngáp lên ngáp xuống, cố gắng niệm Phật đi, chờ Phật rước. Phật không rước thì bà khỏe lại, còn Phật rước thì khỏe luôn. Hiểu không? Phật rước thì khỏe luôn chứ làm sao. Cõi này tu đâu có đơn giản như nhà Đức hồi xưa mới phát tâm đi tu kể hoài đó. Tự nhiên đang bình thường không sao, chuẩn bị đi tu té gãy tay, đi ra sàn nước, dắp sàn nước, lột móng chân. Lên thành phố, đi vô nhà vệ sinh, té nhà vệ sinh, lột móng chân nữa. Đi lên trên chùa, tự đi. Vậy mà cây bắp mà đâm vô chân, trời trời. Cây bắp là nó mềm nhất. Hồi xưa giờ cái cây cứng ngắc mà đâm không lủng chân, mà hôm nay bị cây bắp đâm lủng chân. Vô duyên gì đâu. Nghiệp duyên nó đến nó kỳ cục lắm. Cái bắp mà đâm vô khủy chân đâm lủng lỗ, làm độc suốt tháng không lạnh, lại phạt bữa nào cũng máu chảy ướt cái miếng niệm. Vì mà kiên trì một tháng chờ te tua tả tơ, trả một tháng nó còn hơn người ta trả mấy năm. Te tua tả tơ lên trên Đà Lạt lạnh, gãy tay, xúc móng chân, đồ không có bặn gì chứ, không có áo lạnh. Bằng đêm ngủ bị mấy con trùng chui vô bụng, chui vô bụng xong chui vô quần, cháu cháu đang ngủ nửa đêm với bò nhột đấy, cái con như bà kỳ cục cái chợ. Chụp một phát dính con chiếu, chiếu bự bằng ngón tay vậy nè, chui vô bụng luôn, chui vô quần luôn. Mình xong bắt đầu là đang ngủ nửa đêm bò nhột nó tào tào cái con gì mà kỳ cục. Nay đâu mà con gì mà nó chui vô quần kỳ cục cái chợ, bò nhột chụp kéo ra con chiếu dài 3 giây. Cái ghê chưa? Xanh mặt xanh mày. Bao nhiêu chuyện ghê không? Nó không phải đơn giản nha. Vậy ra mà kiên nhẫn trong vòng 1 tháng nó lành là hết. Tay cũng lành mà móng tay, móng chân gì lành là hết. Bắt đầu là đánh chặn kịch liệt luôn. Làm việc luôn ngày đêm quá trời luôn.
nó ốm o gầy mòn ngoài đời cũng coi được được chứ đâu đến nỗi hô quá. Mà sao vô chùa nó hô, trời ơi trời, nó hô thấy ghê. Tại vì ăn không ngon ngủ không yên, bữa nào cũng toàn là đồ hủ trắng kho với nghệ, ăn sao nổi, gắng cố gắng mà có bữa đâu có cục đồ hủ nào đâu ăn, múc ra mấy cái tháo để tên nào nhanh nó bay vô nó múc liên múc liễu. Còn mình thấy mình ngại, chợ chợ không lẽ mình đi bay vô giật đồ hủ. Tự nhiên bây giờ đi tu sao mà kỳ cục cái chợ, nó nhanh tay nó bay vô nó vớt 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 vớt, nhìn lại cái tao không còn có cục bằng ngón tay út. Mình cũng định bay vô mình vớt cái cục đó, mình vừa đưa cái muỗng xuống cái bà kia, bà bay vô bà chặn ngang vớt cục đồ hủ nhỏ xíu. Mình thấy còn miếng nước xả, mình nói ok hết đồ hủ rồi. Chạc miếng nước xả húp luôn cũng đỡ. Vừa chuẩn bị múc miếng nước xả, cái bà kia bưng nguyên cái thau chế vô chén bà. Thấy thảm không? Đúng cái số gì đâu có kỳ cục đó ghê. Nó thôi kệ mồ luôn, ăn cơm không, xịt nước tương vô ăn, ốm nhơm ốm nhách hô hốc. Nó kinh khủng chứ quý vị. Thấy mấy tấm hình hồi xưa nhà nước ngoài đời coi cũng được chứ gì mà vô chùa sao mà nó xấu đau xấu đất. Xấu như thế ghê. Người ta tu thì người ta mau đẹp, con này tu nó mau xấu. Không, nó nên bạn bè mà đòi đến thăm như thế thôi. Tôi ở hốc cà tó đứng lên thấy xấu quá, lên nó cừ chi. Thấy không, thôi ẵn mình luôn. Người ta tu vài tháng ta đẹp quá trời, nhiều người vô chùa mình chừng 2-3 tháng là đẹp lên phơ phớ. Còn tôi tu càng tu càng xấu, tu với mà hô ngõ nhỏ quét. Thấy không? Nó vậy mà kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn tu. Vậy mà tới bây giờ mập mạp lên. Giờ 76kg. Rồi lên ký. Mình nói từ từ nó phát triển lại phải không? Nó nên mình đi vô chùa tu, mình đừng có mong hái quả liền. Cái gì cũng phải gieo nhân. Gieo nhân càng lâu thì quả hưởng càng chắc. Còn cái gieo cái nhân mau mà có quả liền, nó ăn như lúa vậy đó. Còn tôi là muốn gieo nhân sầu riêng, ăn lâu dài. Chứ nó, quý vị nghe cái này quan trọng nè. Thấy không? Gieo nhân lâu dài thì hưởng lâu dài. Còn nếu muốn gieo nhân nhất thờ thì hưởng nhất thờ. Nên thôi mình là người niệm Phật, mình muốn lấy cái quả ở cực lạc. Nhớ nghe, quả cực lạc là quan trọng. Nên cái con người mà có cái tầm nhìn sâu, tham vọng cao, tham vọng cực lạc á. Tại vì mình ở cực lạc mình không có chết, thọ mạng vô lượng nè. Nguyện thứ 15 nè, về cực lạc là thọ mạng vô lượng. Nguyện thứ 16 là nguyện thanh văn vô số. Thanh văn là bậc A-la-hán đó mà còn niệm Phật sanh cực lạc. Nên ở thế giới cực lạc thanh văn vô số, có nghĩa là đệ tử Đức Thích Ca Mâu Ni mà người mà chứng quả A-la-hán niệm Phật sanh cực lạc rất là nhiều. Nó là thanh văn vô số. Không, hàng thanh văn bậc A-la-hán mà còn niệm Phật sanh cực lạc, không chỉ ta là phàm phu không niệm Phật sanh cực lạc. Vậy thì mình tu cái pháp nào cứu nổi mình? Nên mình phải nhận thức để mình sanh về thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là một cái quốc độ đặc biệt tuyệt vời. Tiếng khổ còn không nghe, không chỉ là có khổ. Còn đây thì nó khổ tràn lan đại hải. Mình đi đâu mình cũng nghe cái khổ tá lả âm binh. Chỉ có trong chùa mình đỡ khổ. Nên ta về tu ì ì. Thấy chưa? Chùa mình là đỡ khổ lắm rồi đó. Mà đây tại vì sao? Ở đây tại vì sao đỡ khổ? Tại vì người ở đây người ta nghĩ ở cực lạc nên người ta đỡ khổ. Còn cái người ở thế gian người ta nghĩ tiền, nghĩ danh lợi, nghĩ nhà người ta không, nên ta khổ te tua. Còn mình ở trong chùa là trước nhất là mình nghĩ cực lạc. Mà mình vừa nghĩ cực lạc thì tâm cái mình nghĩ cực lạc, mà tâm mình nghĩ cực lạc là cái cảnh mình nó na ná có cái an lạc. Nhớ này quan trọng lắm á. Nó nên mình phải phát tâm để mình niệm Phật. Sao kỳ, sao nói tới cực lạc cái cả lâm kỳ. Mình phát tâm cho nó mạnh, cực kỳ mạnh. Cái việc mà nhớ Tây Phương cực lạc, như nhớ Ai Di Đà Phật, việc này phải cố gắng. Làm việc mệt cỡ nào mệt, nhưng phải nhớ cực lạc Tây Phương. Đó là cái điểm mình về đó. Hiểu không? Cái điểm mình phải về cực lạc nghe quý vị, cái nó phải nhắc mình hoài đó.
Giờ gieo nhân ở cõi đời này chịu khó chịu khổ một chút, nhưng mà mình ở trong chùa mình cũng có khó khổ gì đâu. Ai cũng vui vẻ, mặt mày sáng sủa mà khó khổ gì. Thấy không? Người ta ngoài đời giờ này mua gánh bán bưng kìa, đẩy xe gùa lum la ngoài đường kìa, rồi đẩy xe hủ tiếu lum ngoài kìa. Mưa cái chạy dù dù, chạy vô cái tiệm của người ta, người ta đuổi ra. Bán cái số sách một cọc bán cả ngày mà còn chưa ai mua. Có khi đứng ngay chăng vô đèn đỏ, nó xíu xiu như mấy đứa nít này nè, đứng ngay đèn đỏ chờ xe người ta tới mờ mua giấy số. Có nhiều cô lớn lớn gì nè, như cái cô này đâu nè, vậy mà đứng ngay đèn đỏ, thấy mấy cái xe mà chở hàng, ta vừa ngừng đèn đỏ chạy ra mờ người ta lý lịa, nhanh tay nhanh chân, nếu không mà qua đèn xanh sao bán. Thấy khổ chưa? Vì chén cơm manh áo mà ngày mai không có chỗ nào đi về, chết đi đỏ tam đồ ác đạo, rồi không biết đạo, rồi xong bắt đầu là suy nghĩ những điều thủ đoạn, nói lời giả dối, gạt người đủ cách để kiếm cuộc sống. Thấy chưa? Vì cơm ăn áo bạn không đủ mà cuối cùng còn đỏ tam đồ ác đạo. Còn mình ở đây có cơm ăn áo bạn, cuộc sống vui vẻ mà còn nghe pháp, còn biết niệm Phật, còn có con đường đi về, đang sống ở cõi đời được bình yên, mà tương lai còn được về cực lạc. Bây giờ đang ngồi đây, vì mà có một căn nhà ở cực lạc ở trên rồi, là cái hoa sen á, hoa sen ở cực lạc ở trên có rồi. Đúng không? Hạnh phúc ghê không? Mình vừa dứt căn nhà ta bà là mình về nhà cực lạc. Trời ơi, bởi vì cái chuyện mà nhớ cực lạc, nhớ Tây Phương cực lạc, nhớ A Di Đà Phật là đúng là cái điều hạnh phúc nhất của cuộc đời của người chúng ta. Vì mình vừa phát nguyện sanh cực lạc là mình ở thế giới cực lạc có một căn nhà. Rồi mỗi ngày mình tu tập, rồi mình nghĩ thiện pháp, làm công quả, rồi niệm Phật tu hành, quan hỷ an lạc. Đó là tưới tẩm cái căn nhà của mình, trang trí căn nhà mình trở nên càng ngày càng lớn càng đẹp. Mà đến khi căn nhà mình mà quang minh phổ chiếu, là người thế giới cực lạc người ta đến, người ta trầm trồ, người ta khen, người ta nói ở cái quốc độ ta bà mà có một người tu sắp sửa về cực lạc rồi. Các vị coi kìa, cái hoa sen này nó quá đẹp, mà quang minh phổ chiếu, cái người này giảng sanh phẩm vị rất là cao. Thì những người kia hỏi là cái người này tu như thế nào mà giảng sanh phẩm vị cao như thế. Thì bậc thượng thiện nói rằng là cái người này chỉ có niệm Phật không à, không có biết cái gì nhiều hết trơn á, chỉ có niệm Phật không. Thì kế bên Bồ Tát Quán Thế Âm nói: này các sư đệ, người ở cõi ta bà trong thờ mạt pháp mà niệm Phật sanh cực lạc, tuy họ sanh trong thờ mạt pháp nhưng căn tinh niệm Phật giáng sanh là chánh pháp đó các sư đệ à. Tại Đức Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni người nói niệm Phật thành tựu, mà quý vị là người chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc, tuy sanh trong thờ mạt pháp nhưng giảng sanh căn tính chánh pháp. Đúng rồi, câu Phật hiệu này chân thật mà niệm, siêng năng mà niệm, gặp sự cố gì cũng niệm, vui cũng niệm, buồn cũng niệm, bệnh cũng niệm, mà khỏe cũng niệm, gãy răng cũng niệm, có răng cũng niệm, như thế nào cũng niệm hết trơn á. Nơi nơi chỗ chỗ điêu niệm Phật. Ấn Độ người nói đi đứng nằm ngồi nói năng hành động mặc áo ăn cơm và đại tiểu tiện điều niệm Phật. Đó. Chỉ cần niệm Phật là đặc biệt rồi. Vì thế, nếu như mà những đứa không niệm Phật sao những đứa có cái cảm giác mà chia sẻ tịnh độ cho vị nghe làm gì? Đâu có dễ nói, vị lên đây nói thử đi. Không có giỡn đâu nghe, lên không biết nói đầu nào. Nên từ nơi đó mà chỉ có một câu Phật hiệu này mà đặc biệt thù thắng như vậy. Nhớ tuổi thọ vô lượng là cái lợi thế cực kỳ lớn để chúng ta về thế giới cực lạc. Rồi thanh văn vô số là rất nhiều bậc A-la-hán niệm Phật sanh cực lạc. Nguyện thứ 17 là nguyện được chư Phật xưng tán. Quý vị mà niệm Phật là mười phương chư Phật xưng tán. Danh hiệu Đức Phật A-di-đà là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thăng A-di-đà Phật. Riêng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã tán thán bộ nguyện Di-đà là đại diện cho mười phương chư Phật. Nên cái người mà niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc, mà cái hội chúng mà mỗi ngày mà niệm gì mà nghe tịnh độ mà nghe say mê như vậy, là mười phương chư Phật đang tán thán quý vị, đang tán thán quý vị dẫn đâu. Mười phương chư Phật các ngài á, có Phật nhãn các ngài nhìn rõ ràng hết. U
cái cõi ta bà mà có một nơi nào đó mà quang minh phổ chiếu như thế. Tại vì toàn là con người đang nghĩ A Di Đà Phật, đang nghe pháp gì mà cũng đang tán thán bộ nguyện Di Đà, thì mười phương chư Phật phải tự nhiên nhìn cái quốc độ ta bà, cái cõi ngũ trược các thế, mà tại sao có một nơi mà quang minh phổ chiếu như thế. Hiểu không? Thì lúc đó các ngài nói: ô, thì ra những chúng sinh ở cõi ta bà nghe tịnh độ và họ phát nguyện sanh cực lạc kìa. Bởi vì những người này vừa phát nguyện sanh cực lạc thì quang minh tức khắc phổ chiếu. Vì bổn nguyện của Di Đà chỉ cần chúng sanh nào niệm Phật thì là quang minh Phật soi gọi nơi đó. Nên mười phương chư Phật khen cái quốc độ ta bà, cái ngũ trược ác thế, cái quốc độ này đang trong cái thời đại mà phát triển về kinh tế khoa học, có người nó có thể lê lết tới cung trăng, nó cầm chiếc điện thoại nó bấm một cái thôi nó nhìn toàn thế giới. Vì mà những con người này còn có thiện căn sâu dày như vậy sao? Khen quý vị. Chư Phật nhìn mà chư Phật thấy, chư Phật bao quanh một vòng nhìn ở cái quốc độ ta bà nó, bao nhiêu con người nó đang uống cà phê, nó đang nhậu, nó đang ăn thịt chó, thịt trâu. Vì mà bao nhiêu con người đang ngồi hiện tại đây để nghe tịnh độ vô cùng là thù thắng. Thấy chưa? Giả gì đâu có thấy mê quý vị. Thấy vui chứ, thấy không? Nó nên thế giới cực lạc á, vì muốn gì mà quý vị nghe tịnh độ vậy là chư Phật đang tán thán quý vị. Mà chư Phật mà tán thán một tiếng thôi quý vị biết là quan gia trái chủ của mình nó chạy ngoài trước ngồi, không dám động đậy. Nên cái người nào mà nghe tịnh độ mà chán, mà buồn, mà buồn ngủ là cái người này thiện căn yếu. Nghe chưa? Mình hưng khởi cái tâm mình lên, sững người lên, sững người. Hiểu không? Không phải nghe tịnh độ mà nghe làm sao mà gọi là mắt nhìn thẳng phía thầy giảng, ngực ẩn thẳng. Giống như quân đội vậy, thấy không? Quân đội người ta nói là trước khi mà gặp mà gọi là mà tướng quân bước ra một cái là chào, sao nhìn thẳng. Hiểu không? Phải cung kính chứ đâu cái kiểu mà chào mà. Chào vậy đâu không cơm kỳ cục cái chữ chào với ẩn ngực đâu chút, mắt nhìn thẳng đó, thấy không? Đó là mình nghe pháp mình phải cái tâm gì đó, nghe pháp mà ngồi ngồi kiểu này khó cảm ứng, khó cảm ứng, thấy không? Đó nên không mà chia sẻ tình độ với chia sẻ gì đó, còn chúng ta nghe nó mới thấy sống động quý vị, sống động. Mà thật sự những điều mình chia sẻ đây là văn tự mình lược ra, văn tự của cái thế gian mình nghe dễ. Chứ thật sự thì cái đại ý là chư Phật tán thán thiệt. Chư Phật mà không tán thán, không hộ trì một cái bữa giảng pháp gì đối với bị giảng được, bị giảng chút thành danh lợi hết trơn. Nên có sự bảo hộ nên cái tâm mình nó mới an lạc, mình mới giảng mà nghe được. Mà con người ở trong đây nó đang sanh pháp vị, nó an lạc tâm, nó cảm thấy nó vui sướng trong lòng mình. Có nhiều người bây giờ ta đang coi trực tiếp thì mấy bả đang coi mỗi lần giỡn đâu, ngồi một mình một mà. Trời ơi, quý vị biết rằng có cái cô kia cô nói, trời, cô nói thiệt thầy, con cảm ơn thầy, nhờ con nghe thầy giảng mà con cởi mở tâm tư, con hết buồn, con khổ đừng có nói đâu, còn thầy giảng mà con nghe con hết buồn, con cảm ơn thầy. Bữa đó con cầm điện thoại con nghe, con hung điện thoại quá trời. Tâm ta cảm ơn quý vị nghĩ thì bây giờ quý vị đem một cái cục đá nặng nề bị giác bao nhiêu năm nay, mà bây giờ có người giúp quý vị buông cục đá xuống, quý vị cảm ơn cỡ nào chứ? Cái tâm đã cảm ơn cỡ nào mà chỉ có Phật pháp mới giúp cho mình buông cái cục đá phiền não tham sân si giảm tối đa xuống, hết khổ. Mà người ta nói cho mình nghe mà mình giảm khổ, bớt khổ, quý vị nghĩ cảm ơn cỡ nào, mừng cỡ nào chứ? Thì bà hung điện thoại là phải rồi, chứ bà ngồi kế bên như đứa có chuyện ba giờ ôm hung như đứa chết một. Tại vì người ta mừng, người ta cảm ơn, quý vị hiểu không? Cảm ơn quá đó.
Nên từ nơi đó mà mấy cái người á, mà sống khổ đau trong cuộc đời mà gặp Phật Pháp là có cơ hội được cứu. Còn những người còn trẻ chưa khổ gì mà gặp Phật Pháp là đang tính cái trước cái việc khổ đến với mình. Học Phật trước thời gian khổ để giải mã cái khổ khi đến với mình. Bây giờ quý vị quan sát một chút đi. Quý vị nhìn ông bà cha mẹ mình từng đời dù có giàu sang cỡ nào cũng chết hết. Nhưng tới ta cũng chết. Ông bà cha mẹ mình có tạo sự nghiệp cỡ nào cũng chết. Chết rồi bây giờ chúng ta tiếp tục tạo sự nghiệp để chết nữa hả? Đời mình phải tạo một cái sự nghiệp xuất thế gian. Thái tử Tất Đạt Đa ngày thông minh cỡ nào, tại sao ngài không làm vua đi? Thù thắng gì tại sao ngài không làm vua mà ngài đi tu? Là vì ngài biết được con người sớm muộn cũng chết, sanh không mang đến, chết không mang đi. Nên từ nơi đó mà ngài mới chọn được đi tu. Mình là cư sĩ không phải kia mình đá đổ cái hoàn cảnh gia đình mình, nhưng mà mình phải nhìn thấu được cái cõi đời này. Nó chỉ là cái cuộc sống đủ đủ chung chung là được rồi. Đừng có đòi hỏi cao quá, đừng có lao theo vật chất mà chúng ta không tu. Đến khi mà cơn vô thường đến bất tử nó ngã ngửa. Nên mình tu mình biết đủ thường vui, cái này là cái hạnh phúc đặc biệt lắm quý vị. Còn mình trong chùa mà có ba buổi cơm sống là đúng là quá hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng. Nên các cụ nghe, mấy cái bà mà còn vài ngàn được mà nhét nhét khổ đi tu về cái lặng kiếm coi. Khi đi tu về cái là vô phòng bắt đầu kéo cái bọc ra coi còn không, khổ chưa. Nó còn có nhiều bà còn dài chỉ vàng mai cái túi tuốt ở trong cái áo ghê lắm. Rồi có nhiều bà mà mai cái túi ở trong cái gói. Nên khi mà mấy vị mà đi mà đi mà dọn phòng, mấy vị thử kéo mấy cái gói ra coi chừng ở trong đó có cái túi mai trong á, ghê lắm. Còn nhiều bà mai cái túi đây nè, cái luôn quần nè nhét vô. Vậy mà vừa lễ Phật mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ghê chưa. Nó nếu nó mô với đạo Phật mà coi có còn không, sợ bay mắt. Nó, ghê lắm. Nào giờ mấy bà cứ nghĩ đi, mai mốt lỡ vô thường bất tử rồi sao? Vô thường bất tử rồi lúc đó rồi mình nghĩ mấy chỉ vàng đặng cho nó vàng xanh nữa. Ở đây người ta lo hết trơn, giàu nghèo gì cũng vậy, tới cái quan tài Iran thôi. Chứ có phải giàu mà quan tài xịn đâu, nghèo quan tài dởm đâu. Giàu nghèo gì cũng đưa đám đi Iran vậy thôi. Vậy thì giữ làm gì cho nó mệt đi. Bỏ thùng tam bảo cúng dường cái sạch sẽ còn hơn. Khỏi cần lo nghĩ. Có nhiều người mình khôn mà thành dại. Khôn là gì? Để dành tiền lỡ mai mốt tu không được còn tiền gì xe ta. Suy nghĩ khôn thấy ghê. Đã đi tu đi vô chùa tu rồi bây giờ sợ tu không được mà không có tiền xe gì, sao lo cái chuyện ngộ ghê. Thấy không? Mình đã đến được một cái nơi ở bình yên, mình mong mình không có đi chứ ai nghĩ mình đi. Mình mong mình không có đi, đường nào mình đi. Có cái cô kia cô gặp như đấy, cô nói một câu: dạ thưa thầy, nếu như thầy cho giữ tiền thì con đi về lâu. Nói sao ạ? Vì bao nhiêu lần cô muốn về mà chưa không có tiền. Vậy mà chần chừ cứ ở rồi nghe thầy giảng dạy, cuối cùng lướt qua từng đoạn. Mà bây giờ ở tới bây giờ xin cảm ơn thầy. Bởi vì tôi hồi đó tôi không có biết cái gì, chứ mà sao đi vô chùa tôi nghĩ trong chùa không có tiền. Lên Tịnh Thất Quan Âm còn có 500 ngàn trong túi, nhưng mà quỳ trước Quan Âm Bồ Tát bỏ 500 ngàn vô cái thùng tam bảo. Xong rồi nguyện với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: bây giờ thầy chủ trì cho ở cũng ở, mà không cho ở cũng ở. Vì sao? Vì không còn đường để đi, vì không có tiền. Bây giờ không cho ở nữa, giờ cô không đi đâu được. Hỏi vì sao? Không có tiền. Nghe không? Lì. Liều. Lì mà còn liều. Người ta lì mà người ta liều nghe Phật Pháp. Nên Phật gia hộ cho người ta thấy chứ. Nó, còn bây giờ mình đi vô chùa mình tu, khi mình thông minh quá trời thông minh, mình chuẩn bị một số tiền mình gỡ chỗ khác. Lỡ tu không được, gỡ tiền cho tôi về bạn ơi. Không, thất bại ghê. Không, đó là cái sự đi tu mà chuẩn bị con đường đi ra. Mình đã đi tu được, mình nhìn bao nhiêu con người tu được thì mình tu được à. Không có lý do gì mà nói mà tu không được chứ. Bây giờ còn cái mạng này coi tu được không? Thử còn cái mạng này tu được không?
Chỉ cần nghĩ mình còn cái mạng này không là mình tu được liền. Còn nghĩ bây giờ cái mạng này nó còn nè, ai mà nói tới cái mạng tao là không được nghe không, thì mình tu không được rồi chứ sao. Nó bây giờ mấy cô mà vô tu không được là sao? Đừng có nói tao nghe, ngoài đời tao dữ lắm, nói tao bụp mày lại đó thì tu không được rồi. Còn nếu mà nói bây giờ cái mạng này mai mốt mà nằm đơ đó mình chết, mấy bà già chết, tao cho mấy cô tắm đi, xây khuyên nhau mà tắm. Mỗi lần một bà chết là 10 bà tắm. Rồi cứ như vậy mà xây khuyên rồi tắm đi rồi biết. Rồi thấy bà nằm đó, bà chết đó. Rồi đầu mình lật qua mà. Lật lại là nó mềm mại nó còn vậy đó, gặp mà tay cứng được ơi. Rồi biết, nhắc tới tay cứng đúng là thấy câu chuyện này đáng sợ thiệt. Cái cõi ta bà này phải đi tu mới được, phải tu mới được. Đúng là ghê thiệt. Đúng là phải gặp bao nhiêu sự thử thách trở ngại gọi là nghịch duyên mà tu. Cái bà này còn hơn câu chuyện nghịch duyên. Mà bà nghe như Đức giảng phải lướt. Tại vì sao? Nghe mình giảng vượt quá luôn. Không nghe giảng bà tiêu rồi. Bà đang bắt cái thời khóa tu mà bà nói là thường bị cái gì luôn. Chồng bà trở ngại ghê thật. Chồng nó không tu, nó nói mày mà cầu sanh cực lạc là mày chết chứ tao. Không cho cầu sanh cực lạc. Nên ổng mà đi làm bả nhà nghe, bắt đầu lễ Phật, đứng Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm đang mùi mùi bả làm theo Nam Mô A Di Đà Phật. Mới sao nắm đầu bả, đang lễ Phật luôn, nắm đầu, nắm cái chớp đầu kéo vô phòng xử lý bả. Chờ ác đạn thì bà nói công nhận thằng chồng nó vô duyên. Nó làm gì đó thầy? Nghĩa là chồng gì mà nó kỳ cục cho lấy tao. Cái giờ nào đi tự nhiên giờ người ta đang niệm Phật, đang lễ Phật, nó làm cho bà này đừng có tu được. Ý nó là nó không muốn cho mày tu. Đang lễ Phật nắm đầu bà kéo vô phòng giết bà. Kinh khủng không? Biết giết không? Ghê chưa? Vì thấy chưa từng thấy cái việc này luôn á trời. Bà nói là trời, con mà không nghe thầy giảng là đố mà con tu hành gì được luôn đó thầy. Thằng chồng con nó chơi ác đạn mà nó, con kiên nhẫn mà con, khi con sân si lắm thầy ơi. Vậy mà cuối cùng con nghe thầy giảng, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Thầy cứ nói câu này, trời công nhận thì thầy nói câu này hay. Mỗi lần mà con bực bội con tính bụp lại là thầy nói thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Nó trời sao thầy này ông thấy ghê quá. Mình vừa chuẩn bị bập ổng là ổng nói là thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Vì thấy không? Nghe như một phát cái câu thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Bà nói trả luôn à. Tự nhiên bà nói là khi mà hồi đó bà chưa nghe câu này thấm á, bà đang lễ Phật là bà cứ giáo giác như ăn trộm vậy. Bà sợ nó chụp đầu kéo nữa. Cuối cùng khi mà bà nghe câu này thấm rồi, bà nói bà niệm cái này mày muốn kéo à. Mấy lần sau lại nó vừa nắm đầu cái bà nói phan cái gì ạ à? Đi vô. Bà nói tới bây giờ nó kéo đau muốn chết mù thì bây giờ làm có đâu có lỡ đâu, không cho cũng không được. Mấy lần sau nghe thầy giảng thấm mà hiểu rồi, nó vừa đang niệm Phật cái niệm bình thường, cái tu bình thường, nó lỡ nắm đầu cái bà nói phan cái gì ạ à? Đi vô. Ghê không? Nghĩa là được, mày muốn trở ngại kệ mày chứ. Nghe không? Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Bà trả thiệt. Ghê nghe. Cái quả báo mà nó cản trở người ta tu nó không đơn giản. 3 năm sau, ông chồng chết quéo. Không phải chết quéo mà là chết quéo. Nhớ nghe, chết quéo chứ không phải mắc cừ đâu. Là ông tạo nghiệp ghê gớm quá. Cái tay này ông nắm đầu bà ông kéo đi, ông làm chuyện tầm bậy đó. Nó cuối cùng quý vị biết rằng ổng té gốc cây, ổng ôm vô cái cây, ổng quéo vô cái cây, tay quéo lại gì cứng ngắc luôn, chết quéo vô cái cây luôn. Bà nói đúng là quả báo đáng sợ thiệt, chết ôm cái cây quéo chết luôn. Ghê chưa? Cái quả báo mà chặn người tu thì kinh khủng không? Đúng ra thọ mạng ổng có thể sống tới 70-80 tuổi,
Nhưng mà do cái hành động ông cản trở vợ ông tu, mà ông làm cái chuyện tầm bậy đó để mà cho bà này đừng có tu gì, mà cuối cùng ông chết quéo. Nhưng Đức nói chết quéo. Kinh chưa? Nó bà còn thiếu nợ nên quéo bà, cuối cùng bà hết nợ nó quéo cây. Chết quéo, quéo vô cái cây luôn. Ghê chưa? Cái này là chết đọa lạc đó. Nên thông báo cho mấy ông mấy bà mà chồng hay vợ tu mà cản trở là chết quéo. Nó tránh đi để cho người ta tu. Mình đâu có tu được, nó tu được để nó tu đi. Mà vợ chồng mình nó tu được thì nó hiền, nó đỡ ăn diện, nó đỡ xài phí tầm bậy. Nó nghe nhân quả, nó đâu có dám tầm bậy tầm bạ, nó bỏ thiếu bỏ đại, nó cũng không bỏ mình. Vì mà để cho nó tu đại đi. Còn lúc nào mình thương thì lúc đúng nơi đúng chỗ. Chứ tự nhiên lúc tào lao, đúng là tào lao. Thấy chưa? Tạo nghiệp ghê thiệt. Đó. Nên mấy cái ông, mấy cái bà mà không biết tu mà cản trở người tu đó nghe. Nghe câu này mà nhắc mình coi chừng chết quéo đó. Nó chết quéo mà còn đọa lạc đó. Đừng có nói chuyện dẫn chơi. Ghê thiệt. Bởi vì những cái bài chia sẻ Phật Pháp này nó kinh lắm. Bởi vì thế giới cực lạc là phải về, phải về cực lạc. Nên quý vị thấy rằng cái cõi này vì sao quý vị tu mà chư Phật xưng tán quý vị? Chứ cái cõi này khó tu, mà quý vị tu thì chư Phật mới xưng tán mình. Chứ cái thế giới cực lạc tu chư Phật đâu có xưng tán nhiều. Mà cái cõi ta bà tu là chư Phật xưng tán. Cái bộ nguyện Di Đà mà cứu độ chúng sanh ở cõi ta bà, mà đem cái pháp môn tịnh độ này để độ sanh, đem danh hiệu của Ngài để cứu độ chúng sanh, tặng hư không khắp pháp giới. Nên mười phương chư Phật tán thán là tán thán cái bộ nguyện của Ngài, tán thán cái bộ nguyện thù thắng của Phật A Di Đà. Mà tán thán cái người ở cõi ta bà khó tu mà tu. Nên quý vị mà niệm Phật cầu sanh cực lạc là mười phương chư Phật xưng tán quý vị. Quan trọng lắm nha. Nguyện thứ 18 là 10 niệm tắc sanh. Quý vị mỗi ngày niệm Phật, chân thật niệm Phật, cặn tới nghiệp chỉ cần một niệm đến 10 niệm thôi. Phải niệm làm sao mà chí tâm tin ưa. Chí tâm là câu Phật hiệu chân thật mà niệm tới cùng. Tin ưa là càng niệm càng vui càng thích. Mà đã là vui thích rồi là tự nhiên nó nhớ niệm mà. Tại vì mình nghĩ tương lai Phật rước mình về cực lạc, mình vui thích niệm Phật. Bây giờ mình nương ai ở trong cái cõi đời này mà yên tâm bằng nương Phật A Di Đà. Mình nương con người ở cõi ta bà này mình vẫn lo sợ bữa nay gì mai khác á. Nhưng mà mình nương Phật A Di Đà mình không có lo sợ. Dù mình ở trong lửa cháy nước trôi đất sụp đè, mà mình niệm Phật, Phật vẫn là bao trùm mình, rước mình về cực lạc. Nhớ, mình ở trong nước nghe, lúm chùm mình niệm A Di Đà Phật, thọ mạng mình chưa đến, Phật A Di Đà dùng quang minh bao trùm mới bị lỡ không chìm. Còn nếu như lúc đó thọ mạng đến, Ngài tiếp dẫn vị chưa ngợp. Chưa ngợp là Ngài tiếp dẫn rồi. Đặc biệt chưa? Phải cảm giác thù thắng để mới siêng niệm Phật được. Mình chia sẻ tịnh độ này viết là nó đi vào chuyên nhất quá quý vị. Nên tuy là nói thế đơn giản nhưng mà nó đi sâu vào tịnh độ lắm á. Dẫn dắt chuyện với quý vị, cảm giác quý vị cõi ta bà là khổ cực lạc là vui. Rồi mình muốn sanh cực lạc, vì sao ta muốn về cực lạc? Vì cực lạc dễ tu, dễ làm Phật. Thọ mạng đầy đủ muốn tu thời gian sao cũng được. Ở cõi này dòng do tam quốc ở chừng thọ mạng chưa đủ giảng sanh là mình đã chết. Mất đắc. Đừng nói chuyện dẫn chứ. Chết bất tử. Nên mình ở đây mình phải chuyên nhất niệm Phật, mình gầy dựng. Bất cứ lúc nào thọ mạng đến là Phật rước liền về cực lạc. Nó đặc biệt quá, quý vị thấy không? Cái khổ chưa? Làm vợ khổ chưa? Mấy cô này mà đi tu là may lắm rồi. Còn mấy cái bà mà chồng cho tu là cũng mừng dữ lắm rồi. Bà thấy người ta chưa? Nó trở ngại đến mức kinh như vậy mà đâu phải một người hai người. Quá đông người. Có cái bà kia kìa, bà niệm Phật. Bà nói rằng bà cứ ngồi niệm Phật là chồng mỗi lần cứ tán vô mặt. Bà niệm Phật nó cứ tán vô mặt. Bắt cái điều đi chung lên á. Nó không tắt máy. Đúng nó chơi ghê thiệt chứ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bóp, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bóp. Mà nguyên một cái lúc niệm Phật nó bóp khoảng mười mấy cái, mặt mày đỏ chứ miệng chảy máu luôn. Vậy mà bả vẫn niệm luôn. Vì thấy kinh chưa, vì thấy khó khăn chưa?
Mình ở đây mình lên mình ngồi mình niệm Phật ngon quá, hay mình ngồi mình chút thôi, không ai bóp mình chân á, bởi vì cuối cùng mình ngủ gục. Chứ mai bóp tôi sắp xếp cho mà có người bóp mấy bà quá. Bóp vô mặt á cho mấy bà tỉnh. Nên người ta mà tao niệm Phật mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật bóp, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật bóp, vì miệng mà máu không niệm luôn, nuốt máu vô họng niệm luôn. Kinh chưa? Đúng là cái người nghe mình giảng rồi nó hừng hực cái tâm thấy ghê thiệt trời. Nó nghe thấy kinh, bây giờ quý vị đang ngồi niệm Phật có ai bóp, quý vị quýnh bóp bóp gì đâu. Ai quýnh bóp bóp gì đâu, vậy mà ngồi. Có gì bà trợn trắng mắt ngủ. Biết sao vậy, Đức mà thường nghe cái tiếng niệm Phật gì đâu mà kỳ cục. Mãi là mình ngồi mình niệm Phật mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 nghe sao ba. Nó tự trong kỳ cục cái trời gái mà đi gì đâu mà đi vô kỳ cục. Bập lia bập lịa chứ trời. Nó không còn cái chữ Nam Mô A Di nữa. Đà không bắt tự tà luôn. Còn cái chữ Phật bập. Nó bập lia bập lịa chứ. Nó tự trời người ta niệm mô Phật là quá thiếu này, nó còn có chữ Phật một là trời. Mà kệ đi, nó cũng còn tỉnh, còn chữ Phật. Còn cái người mà nó không còn tỉnh mặt chảy kỳ cục ghê. Nhất là ngủ mà đang niệm Phật mà nó ngủ gục, cái mặt nó chảy kỳ lắm quý vị. Sệ mặt. Ông áo mẹo mà kỳ cục lắm. Vậy thử đi mấy viên quay thức ơi. Có 7 phút nói chuyện buổi sáng đó. Vậy đâu mà nó mau ngủ tới ghê. Đúng là cái cõi vô minh nặng nề. Nó buông cái ngủ. Mà nhờ như thế nói chuyện đây là ngồi đây thấy á, nhìn trực tiếp ai mà ngủ tôi biết tay với tôi. Thấy chưa? Nhờ nói chuyện có người quơ tay quơ chân đó. Mà giờ này chưa phải là cái giờ ngủ, mà nó gặp nói chuyện vui, đúng không? Mà buổi sáng á, trời có 7 phút rồi. Thì cục ghê trời, vậy cũng có 7 phút mà ngủ. Mau ghê thì, thấy không? Làm như vô chùa tu bình yên hay sao? Ngoài đời đâu ngủ được đâu mà vô chùa là như quá bình yên. Có cái ông kia nói con nhà không giờ ngủ luôn thôi, khá đêm luôn, uống thuốc ngủ không ngủ luôn. Nói ông vô đây thử đi, ông thức đi, rồi tôi bắt cái máy niệm Phật, tôi đưa ông vô cái phòng tôi phá cửa lại, bắt cái điệu địa chung treo lớp nhà, bắt lớn lên, cho ông niệm cho ông le lử ông luôn, ông khỏi ngủ, ông khỏi ngủ, ông niệm tới bờ tới bến đi, ông niệm có 2 đêm. Tới đêm thứ 3 ông nằm ngủ ngáy khò khò. Cái con quan gia trái chủ nó bám theo nó phiền phức á, nó chạy mắt dép rồi nó nghe cái chơi cái điệu địa chung cho lóc nhà dội xuống. Ở dưới này 2 đêm thì ông còn thức, ông niệm theo. Ông niệm quá trời niệm, niệm ngay ngắt luôn, niệm tới ngày đêm thứ 3. Bữa thứ 3 rồi là ông ngủ ngáy khò khò luôn. Rồi từ đó về sau ông kiếm giờ ngủ không. Nó lạ kỳ, bởi vì nó không buồn ngủ, đừng có bắt buộc nó ngủ. Nó không buồn ngủ mà bắt buộc nó ngủ làm gì? Nó không ngủ thì mình không ngủ. Dù như con mắt nó không ngủ thì mình nói mày không ngủ thì tao không ngủ. Con mắt nó đã không chịu ngủ mà cái tâm mình kêu ngủ đi, mình dùng cách này kia mình kêu mày ngủ đi, nó không, tao không ngủ. Mày nhắm lại cho tao, nhắm lại. Mình muốn nhắm mà nó mở ra nó không ngủ, mình nói à vậy thôi, tao với mày kết hợp, mày không ngủ thì tao không ngủ. Thì ngồi chứ, niệm Phật thì mở mắt ra. Mình đừng có muốn nhắm lại mà mình mở ra mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chút nó mỏi thấy mồ. Rồi xong lúc đó mình làm nư lại, mình nói mày háo ngủ mày mở ra. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mở ra mày, mở ra. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nó mỏi muốn chết mồ nó, mình mở cái mắt to ra nó mỏi. Lúc bình thường là tại mình muốn nó dở dở ương ương, vừa muốn ngủ mà nó không ngủ, dở dở ương ương nên mình không cho nó mỏi. Nó nhướng lên ngoài không cho nó mỏi, bây giờ mình chơi nó, mình chơi ngược lại nó luôn, mình kêu nó bắt nó. Mở ra. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tới mình buông ra nó ngủ khò khò liền. Chứ đừng có mà gượng gạo mà đã nói là không ngủ được mà mình kia mình muốn ngủ, đừng có muốn ngủ, nó không ngủ, không ngủ. Thử mày chè mày chơi sao? Mày muốn gan với tao hả?
cuối cùng tao với mày là ai? Hiểu không? Nó quý vị thấy chưa? Nó chỉ có cái tâm thôi đó, mà nó còn hai loại tâm rồi đó. Chỉ có một cái tâm thôi mà nó đã hai loại tâm. Con mắt nó đã không nghe lời cái tâm. Nên tại sao mà mình không chiều nó đi? Vài bữa thôi nó ngủ cho mà thấy. Nên cái người mà 5 năm nữa muốn ngủ mà không ngủ, nó thành kinh đó. Lâu ngày nó điên. Tại vì sao? Vì mình lương ương với nó, mình tức tối lương tâm, nên căng thần kinh quá nên mình điên luôn. Còn mình dịu cái tâm lại, không ngủ thì niệm Phật, viết là tự nhiên quý vị sẽ ngủ được. Chị cái bệnh mắt ngủ bằng cách là đừng ngủ, chị được liền. Niệm Phật đó, nó hay vậy lắm. Nhớ nghe à. Nên á, trong cái cuộc đời này, cái bệnh gì niệm Phật nó cũng giải quyết được. Cần dịu cái tâm là giải quyết được đó. Còn có cái mạng này thôi, xả cái mạng này thử có giải quyết được. Giải quyết được liền, nghiệp gì mà không tiêu. Còn quan gia trái chủ nó liều, mà mình mà liều lại là nó chạy mắt dép. Phải ghen, người tu phải ghen, đừng có nhát. Nhát sao giảng sanh? Nhát bao giờ giảng sanh được? Phải gan dạ, bệnh đau không sợ chết. Không uống thuốc gì luôn, thử coi sao. Không chết, tôi không có chết đâu. Bị dịch bệnh là tôi là dịch chúa nè. Tôi chưa từng chích một liều vaccine đâu. Gì spin. Chưa từng chích một liều. Vậy bị dính dịch không? Dính. Mà dịch cao tay nhập vô luôn. À, cuối cùng sao? Được niệm Phật đi. Cuối cùng khỏe luôn. Nhờ vậy mà đầu óc sáng suốt tỉnh táo. Gặp mà chích hai ba liều của chừng bây giờ giảng pháp lộn tùm lum. Nguy hiểm. Phật cũng gia hộ, phải không? Phật gia hộ cái thằng này nè, nó giảng pháp tịnh độ. Chứ cho nó chích bậy bạ đây, nó giảng tầm bậy. Giảng lộn tùm lum. Hiểu không? Nhờ ông có chích mà đồ ốc nó được ngon đó quý vị. Nhiều anh em chích mấy ông nói quên quá trời luôn. Có khi mà nói mà ông kêu ông làm gì đó cái bữa sau ông quên ông thừa chích vaccine á. Quên một cái đó thừa hoàn cảnh đúng không? Kỳ cục ghê. Thấy không? Nên từ nơi đó bây giờ thấy không? Tôi là không có chết khỏe chưa? Ấn Độ này nói cái câu: người niệm Phật khi bệnh đau tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc, thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh, thọ mạng hết được Phật A Di Đà, tiếp dẫn giảng sanh. Nghe câu này mà áp dụng đi. Thấy không? Chịu khổ một đời ngắn ngủi tới bạn ư? Nghe không? Khổ đau gì cũng chịu đựng bạn à. Để quyết chí giảng sanh bạn ù. Nghe không? Mình khoái gì mới được. Là hưng khởi thấy chưa? Cái phương pháp vỗ tay nó có lợi ích hai vị trí. Một là làm cho con người ta hưng khởi tâm tỉnh táo. Hai là giúp cho tim mạch được điều hòa. Thử đây phải không? Khi bị vui mà bị vỗ tay là nó đang hưng khởi, nó đang hưng khởi và hân hoan, thì tim mạch nó tức khắc điều hòa chứ sao? Hiểu không? Con người á mà nó đơ á, nó buồn đồ đó là tim mạch mình bị đứng á. Máu không lưu thông là do buồn mà ra. Con người khi mà vui là máu huyết lưu thông, máu bơm lên não, não nó được ngon lành rồi thì cái bộ phận cơ thể sẽ tốt đẹp. Có người kia buồn rồi đứng lại luôn á. Nghe không? Người thấy sao? Lúc nào Như Đức giảng pháp cũng được. Tại cái đầu Như Đức nó tỉnh. Lúc nào cũng vui nó tỉnh. Con người mà vui vẻ đó nghe là con người nó thông minh cực kỳ. Mà vui vẻ tâm lượng nó mới mở rộng ra. Con người khi buồn là tâm lượng nó thu hẹp. Thử đi vị coi có đúng không? Khi vị vui là tâm vị mở rộng dữ lắm. Mà muốn vui thì phải làm sao? Niệm Phật chứ sao? Thấy không? Nhưng mà có khi vị nhớ nghe, vị mà không nghe pháp thì không niệm Phật được á. Pháp là một phương pháp, nó để thông tâm. Như cái đường ống này nước phải đi qua, nhưng đường ống nó bị nghẹt rồi thì làm sao nước qua? Thì trước nhất phải làm sao? Phải thông cái đường ống này cho sạch để nó thoát nước qua dễ. Vì thì con người mình đã bị tắc nghẽn cái tâm,
Nên phiền não chắc chứa nằm bên trong không thoát, thì phải cần làm sao? Nghe Pháp. Nghe Pháp. Mà phải nghe xác thực gì nè? Nghe xác thực gì để thoát cái tâm mình? Thông tâm thì tức khắc câu Phật hiệu niệm vào ào ào vậy đó. Chứ đừng có nói câu Phật hiệu mà niệm không vô mà cố gắng niệm. Trời ơi, nó không vô nó căng thẳng luôn á, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu nghe. Nên cái nghe vậy vì thấy nghe một bài chia sẻ Phật Pháp nó lợi ích ghê chưa. Có người nó hừng hực cái tâm lên tồi ôi. Mà tương lai mà nghĩ nguyên một cái vàng này mà bay về Cực Lạc hết chứ, quý vị nghĩ cỡ nào? Đặc biệt cỡ nào chưa? Quý vị nghe này mới mê nè. Thí dụ như Phật A-di-đà, Ngài là cái đèn bông sen. Ngài thấy đây là một cái đèn bông sen vô cùng là đẹp, hoàn hảo. Thì Ngài tính kỹ hết trơn để Ngài tu vô lượng kiếp để trở thành một cái đèn bông sen. Trở thành một cái đèn bông sen. Thì chúng sanh khi về Cực Lạc là y rang cái đèn bông sen là luôn á. Dù mình ở đây là xấu xé, xấu xí chứ quên. Xấu xí hô xúc, lùng lé hô xúc. Nhưng mà về Cực Lạc là y rang đèn bông sen là luôn. Y rang Phật A Di Đà không khác một chút, thì thấy mê chưa? Về Cực Lạc là y rang luôn. Nên người phát nguyện niệm Phật sanh Cực Lạc là người này khi sanh về Cực Lạc là giống hệt như cái khuôn A Di Đà Phật đổ ra cái khuôn khác của cái người ở về Cực Lạc là y rang. Một khuôn mà đổ ra từ trí tuệ quang minh năng lực thọ mạng độ sanh của Phật A Di Đà như thế nào thì chúng ta về Cực Lạc là cái khuôn nó đổ ra y rang như vậy luôn. Mê chưa? Đẹp cực kỳ đẹp. Đức lo. Câu này đức lo không phải diễn giỡn. Nó bị ức chế nãy giờ. Cái lo này mỗi lần mà la lớn lên là nó tức cháy lo. Nãy giờ nói nhẹ nhẹ, mình thấy sắp sửa kết thúc, la thử. Rồi cháy. Lo cháy rồi. Hiểu không? Tới chưa. Cầu thông. Nói cái đoạn này dữ quá. Cầu thông Phật A Di Đà chéo xuống. Hiểu không? Nên quý vị biết rằng phải về Cực Lạc. Về Cực Lạc thôi. Phải về Cực Lạc thôi quý vị ơi. Chú canh thì còn chút xíu nữa à. Cháy lò bây giờ đi. Hiểu không? Quý vị biết rằng cái đặc biệt cái đãi ngộ thế giới Cực Lạc này, chưa nói thôi mà trong lòng nó an lạc gì đó, mà nó an lạc dữ. Việc nghĩ đi. Bây giờ quý vị hồi chiều mà đi đến đây chuẩn bị nghe Pháp, quý vị đi tắm đúng không? Thay đồ ủi áo tùm lum đúng không? Có khi còn kiếm cục sụp bông thơm. Nếu không cạo đầu thì sạch sẽ rồi ha, làm đủ cách đúng không? Bị về thế giới Cực Lạc, quý vị đi vào cái ao Bát Công Đức Thủy bị tắm. Đặc biệt đừng có nói nữa, bước vô một cái nghe tắm muốn nước đến chân thì đến chân, đến gối, muốn nước qua đầu, muốn ngang vai, muốn nước đến đâu đến đó, tắm mà không ướt mình. Mà cảm giác mát mẻ, im dịu, thoải mái, tự tại, nghiệp chướng tiêu trừ, phát tâm làm Phật. Chỉ có tắm ở thế giới Cực Lạc mà nước Bát Công Đức Thủy thôi mà như vậy, nghĩ đi. Đặc biệt cỡ nào chứ? Khi mà tắm xong rồi nghe, tự nhiên trong lòng vừa nghĩ là phải có một bộ đồ khác bằng, vừa nói một cái là bộ đồ nó đẹp, cực kỳ đẹp, như ý việc nghĩ như thế nào là nó sanh ra bộ đồ như vậy luôn. Không cần phải lao mình lao mẩy gì cả, đồ tự đắp vô người mà một cách tròn vẹn, điêu đặn, hoàn toàn đẹp, không có một chút dài ngắn hay rộng rãi hay là bó chặt gì hết, vừa đúng như ý của mình. Hay không? Mới nói là Cực Lạc. Cực Lạc nó không có một cái gì buồn khổ hết.
Ồ, nói về cực lạc thì nó nói hoài nói cũng không hết. Vì sao? Vì mình chưa có gì. Đúng không? Mình chưa gì. Nói hoài nó cũng không hết. Nó vui, nó thích. Mà nghe vậy nó mê lắm nghe. Thì nghe mà mê như vậy thì làm sao? Đó, nghe đã mê rồi phải siêng năng niệm Phật, đúng không? Để mình về cực lạc chiến coi. Thầy trò bay về cực lạc vèo vèo vậy đó, đúng không? Ai mà về trước là chảnh nghe. Người nào về sau á nghe, là quý vị giúp giùm chút việc này nhờ giả nè. Là quý vị bật mí với Phật A Di Đà chút giùm. Nói câu này là câu thế gian, nó tình cảm một chút đấy Việt. Chứ thế giới cực lạc thì ta có tha tâm thông, ta nghe, ta biết, ta hiểu hết trơn rồi. Nhưng mà mình nói câu này thế gian cho nó có tình cảm một chút đó mà. Câu dặn dò mà. Lỡ về cực lạc bị vui quá, bị quên ở đây thì sao? Cỡ nào cũng nói khô hơ cạn tiếng mà mấy bà về trước, mấy bà im gu trên đó luôn. Vì vô tình lắm nghe. Tôi cũng nói khô hơ cạn tiếng để kêu mấy bà về cực lạc. Thì lỡ mà khi mà tôi mà giảng sanh có trở ngại gì đó, thì mấy bà cũng bật mí chút xíu. Ngồi bên cạnh Phật A Di Đà, thầy trò gần gũi lắm, Phật A Di Đà gần gũi lắm, không phải mình đây mà muốn gặp thầy đủ khó đâu. Kế bên, dạ thầy, vậy con sao cái gì không? À, con về cực lạc ở đây là cũng nhờ có thầy Đức. Đúng không? Nhắc nhở mỗi ngày khô hơn cạn tiếng. Nhưng mà không biết sao mà thầy tu mà cuối cuộc đời thấy thấy lâm ly bi đát quá. Thấy thảm quá mà hoen, đi không được. Nên con thỉnh Phật Di Đà, ngài soi gọi quang minh một chút cho thầy. Để rồi coi mấy ngày nữa báo cho thầy biết, để cho chúng con đi với ngài đến đó để rước thầy về đây. Thấy chưa? Phải có tình cảm nhá. Sống nhiệt tình mà quên mất tiêu. Không? Nó nên cái người mà ngồi ở trong cái pháp hội mình mà nghe mà chia sẻ tịnh độ đó, người này có duyên đặc biệt lắm. Là tất cả người trong này ngồi chung, hay là ngày lễ lọc vía Quan Âm nghe, mấy chục ngàn người nghe, lợi mà tu chung để chi? Trong số lượng đó sẽ có Phật Bồ Tát đến lại chung, và có người giảng sanh, để cỡ nào người ta cũng không có quên mình. Để khi mà cuối cuộc đời mình yếu yếu, người ta cũng đến hỗ trợ một chút. Bạn mình là bạn lữ là cực lạc, làm sao mà bỏ mình, đúng không? Nên mình phải là kết hợp đoàn viên ở cực lạc nghe chưa. À, chúng ta ở cõi này tu học vất vả và có khi chưa tới đâu là mình thọ mạng đến mình chết. Vì sao mình muốn về thế giới cực lạc? Vì về thế giới cực lạc, cái nguyện thứ 15 này nói rằng là về cực lạc thì được thọ mạng vô lượng. Đây là cái lợi thế lớn để mình tu tập. Mà thêm cái nữa, mình về cực lạc mình có trí tuệ đầy đủ, thọ mạng là vô lượng. Mà mình được gần Phật A Di Đà nghe pháp, gần Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, bậc thượng thiện không. Nên mình về thế giới cực lạc mình tu chỉ có tiến có lùi, đâu có trở ngại gì đâu. Chứ thì không có bệnh hoạn gì chứ, dễ tu. Thì cái trí tuệ của mình nó lớn quá nên mình tu môn nào cũng đạt. Nên mình phải về thế giới cực lạc. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng ở cái cõi này mà mình nghe pháp 100 năm cũng bằng nghe pháp ở thế giới cực lạc một tiếng. Nghĩa là nghe pháp thế giới cực lạc một tiếng đồng hồ còn hơn nghe ở đây 100 năm. Nên cái đại ngộ ở thế giới cực lạc đặc biệt quá, nên mình phải về. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni ngày dạy là chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi thôi các con. Nghĩa là đã chịu khó chịu khổ thì nào là bị nó oan ức, thì châm chích, rồi nói xấu mình không có mà nói mình có, nó oan nó ức cho mình.
Nên Phật Thích Ca Mâu Ni ngày kêu là chịu khó, chịu khổ một đời ngắn ngủi thôi, rồi niệm Phật đi. Còn nếu mà không chịu khó, chịu khổ một đời ngắn ngủi ở đây thì mình đọa tam đồ ác đạo, nó khổ còn gấp bao nhiêu trăm ngàn lần mình phải chịu ở cõi này. Nên mình nghĩ ra được điều đó, nên mình phát tâm mình niệm Phật, mình sanh cực lạc, chịu khó, chịu khổ, chịu trả nợ, đừng buồn giận ai để trong tâm. Khi người ta mà làm điều gì cho mình đau khổ, mình nghĩ rằng mình trả nợ ở cõi đời để khỏi trả nợ ở tam đồ ác đạo. Mình nhắc mình như vậy thì tự nhiên mình trả nợ mình vui dữ lắm. Thì mình trả nợ ở đây một phần, nhưng mà nó quá giải được cái tam đồ ác đạo hay. Còn nếu như mình không chịu trả đây mà mình đấu đá thì mình phải đi vào tam đồ ác đạo, khổ đau dữ lắm. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni ngày kêu mình là chịu khó chịu khổ, thấy không? Ngài biết tu ở cõi này là không có đơn giản, khó khổ lắm, nên Ngài mới kêu mình chịu khó chịu khổ. Mình đã nghe rõ ràng rồi mà có khi mình quên, quên nên mình kênh kỳ cục, quên nên kênh không? Nên khi mà làm cực chút ai nói gì tức, tức là mệt quá trời, mà nói hoài trời là trời, chắc tôi cắn lên mũi tự tử quá. Không? Nên từ nơi đó mà tức lắm chứ vẫn đâu nghe. Hoặc là nhiệt tình hết mình, hết lòng, hết dạ đồ mà còn bị nói này nói kia. Không? Làm quá trời làm mà đứng la sụp. Thì la đó mới tiêu nghiệp. Mà cái việc làm kia nó mới thật sự thành công đức. Còn nếu như không ai la mình mà mình làm bình thường là phước báo không à. Chứ nó không có công đức. Mà phước báo là nó hưởng được cái quốc độ thế gian. Còn công đức nó mới đi đến xuất thế gian. Nên khi mình làm cực mà lỡ đứng chữ mình, mà mình chịu đựng được, mình nhớ cái câu chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi của Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ nghe, là có người đến chữ mình cái một phát, mà mình lúc đó mình nhẫn được, mà mình vui được, là lúc đó hình thành công đức. Hình thành công đức. Còn nếu không mà mình quay lại mình bụp lên cái phước không có nữa, mất sạch nhách luôn, đừng nói chuyện dân chơi, thấy không? Nên cẩn thận. Ở cõi này tu nó giữ được khó. Mắc thì dễ mà giữ thì khó. Giống như bây giờ tạo dựng một cái thành phố đâu có dễ. Mà sóng biển rồi nó tràn vô, nó cuốn ra một cái banh chành thành phố thành binh địa thì mau. Phút chốc thành binh địa. Bây giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện đi. Phát nguyện niệm Phật lễ Phật sanh cực lạc. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện
thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, con thấy Kim Thân Phật, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hóa sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Mọi người chúng ta và còn sống và tất cả những chư hương linh đã mất đều phát nguyện buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, rồi phát nguyện niệm Phật để đời này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.